Hello, xin chào mọi người. Chào mọi người đã quay trở lại clip của mình nha. Thì trên tay mình đây là có một chiếc áo Vika Công Phượng 10 và một đôi giày nha mọi người. Đó, thì hôm nay mình sẽ bật mí cho mọi người chủ nhân mình tặng chiếc giày này sẽ là ai nha. Đó, anh Văn Anh có thể đi nào. Hello chị Hoa. Ôi, chào em. Hello chị. Đó, thì đây là một quà ra mắt lần đầu tiên em gặp chị Hoa hay chị. Okay. Đó, thì ở đây là một chiếc đôi giày Công Phượng 10 và một chiếc áo em tặng chị. Đó, thì chị có thể test xem nó có như thế nào cho mọi người biết được không ạ? Ok. Ok, và bây giờ chị có thể khui được không ạ? Vâng. Anh đây. Nào. Đây 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 mọi người. Wow. Wow. Một màu hồng thật là xịn sò với cái màu áo mình đang mặc nha mọi người. Đó. Thì em biết là chị đi size 40 đấy nên là em tặng chị. Đó. Ok, thì bây giờ chị có thể xỏ đôi giày vào và test cho mọi người được không ạ? Ok. Let's go. Đôi này chị cảm thấy như thế nào ạ? Nó rất là nhẹ mà chắc là mang vô thì khá là êm chân luôn. Wow. Cảm nhận đầu tiên của chị Hoa đó là đôi giày khá là nhẹ và đi khá là ôm chân và gì hả chị Hoa? Để chị thử. Và hết lực chấm. Và bây giờ chị Hoa phải test đã thì mình mới biết được chi tiết nha mọi người. Đâu để anh xem đôi này nào. Anh chưa bao giờ được chạm vào đôi này. Ôi. Ôi. Đâu ông bị bà. Thấy Văn Anh quay clip review đôi giày Công Phượng 10 rồi mà. Đâu để anh sờ lại màu này xem nó có khác với màu anh review không. Ôi, quá đẹp luôn nhỉ. Đó. Nhưng mà anh sờ cảm giác da nó khác nhau hay sao ấy nhỉ? Nó thôi không sao, chị Hoa đi vào. Đôi này có giá bao nhiêu vậy anh? Đây có giá tầm 500. Tầm trên 500. Chị 469 ngàn thôi mọi người. Chị Hoa bán giày với cả bán quần áo đá bóng. Chị Hoa bán giày bóng đá. Mình có bán đồ này nha mọi người, có thể inbox cho mình. Có cả làm áo bóng đá đội luôn nha. Nào biết rõ thế. In quần áo bóng đá nữa. Được quá nha. Thì mọi người có thể qua ủng hộ chị Hoa nha mọi người. Nhưng mà chị ủng hộ chị bằng cách nào chị? Ủng hộ em sẽ gắn cái link Facebook ở đây. Ở đâu? Ở đây. Hoặc là chị cho người ta số điện thoại Zalo của dễ hơn gì ạ? Mọi người có thể kết bạn Zalo với mình là 0978006834 để được mua đôi giày này. Ok. Cùng cái nhiều đôi giày. Cùng với bộ quần áo này. Wow. Ok. Wow. Mình có in tên luôn, in tên và số luôn nha. Okay. Đến giờ quảng cáo anh em cho xin 30 giây rồi nhá. Và bây giờ thì sẽ vào game 1. Game 1 của chị Hoa sẽ là tầm 20 giây và phải được 40 quả nha chị. Okay. Đó thì bây giờ mình sẽ là người bấm giờ nha mọi người. Đây. Ok. Không biết chị Hoa có hồi không ạ? Rất là hồi hộp. Ok, và bây giờ chơi nha. 3 2 1 chơi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Wow. Những pha tân bóng bằng hai chân khá là đều luôn mọi người. Ủa em chị. 15 giây đã trôi qua. Rất đỉnh. Tiếp tục nào, cố lên. Cố lên. Bao nhiêu quả vậy chị? 40 quả. 40 quả trong 20 giây luôn nha mọi người. Đó thì mọi người đây. Mình ăn gian tí 2-3 giây anh em ạ. Đó. Ok mọi người, bây giờ sẽ là thử thách thứ hai nha. Thì anh Ngọc Anh có thể lia cho mọi người. Đó, quả bóng là vị trí ở đây. Và mọi người có thể nhìn thấy quả bóng màu trắng ở giữa bao nhiêu màu sắc khá là đẹp luôn nha mọi người. Thì thử thách thứ hai em sẽ đố chị Hoa. Đó chính là sút vào quả bóng màu trắng. Và cự ly quả bóng này sẽ ở đây. Thì Hoa có đồng ý không ạ? Đồng ý. Ok, và mình sẽ cho chị Hoa 3 lượt thử nha. Đó, một cũng khá là khó đúng không? Bây giờ mình sẽ là người quay cận cảnh nha mọi người. Và đây sẽ là lượt thử thứ nhất của chị Hoa. Không biết là đi đôi giày Vika này có biết là xuất hòa được hay không đây. Vâng, lượt xuất đầu tiên chị Hoa đã không thành công rồi. Cố lên chị Hoa ơi. Oh. Oh. Chị Hoa ơi. Oh. Chị Hoa ơi. Oh. Anh Hồng Anh có thể nhìn thấy gì không ạ? Đường bóng rất là nhanh nhưng anh nghĩ là phải 60% là vào. Wow, em nghĩ là vào giữa tâm bóng rồi đấy. Ok mọi người. Đó, thì mọi người vừa xem xong 3 thử thách mà mình đã đố chị Hoa nha. Và chị Hoa đã hoàn thành 2 thử thách rồi đúng không? Em cảm ơn chị Hoa ngày hôm nay đã tham gia clip này của em. Thì mọi người, đây là một đôi giày khá là đẹp và cũng như là khá là chất lượng đấy mọi người ạ. Đó, thì khá là đáng đồng tiền để mua nha anh em.
Đó, và clip của mình đến đây là kết thúc rồi. Mọi người thì hay thì nhớ like, share, subscribe và đăng ký kênh để giúp mình đạt được 20k sub nha. Còn bây giờ thì bye bye anh em. Ok các bạn ơi, để tăng phần kịch tính cho video thì mình với cả Việt Anh sẽ chơi solo lối gì? Lối từ. Lối chữ. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho Việt Anh ra từ trước. Ok. Và ai thua thì sẽ bị ai thua thì sẽ không được nhận gì cả, mà ai thắng sẽ nhận được một lì xì Tết của Kun. À, của Kun à? Ok. Đây của Kun. Thế mua một thùng Kun là được một cái lì xì này à? Đúng rồi. Thì buổi Tết mọi người có thể mua một thùng sữa, và không phải là thùng nào cũng không có đâu, mà tất cả các thùng đều có lì xì nha anh em, nên là anh em mua để được nhận lì xì Kun nha. Còn bây giờ thì vào game đấu rồi. Ok, bây giờ thì sẽ chơi trước đi. Ok. Đây anh em chơi. Chơi mình sẽ nhường Việt Anh. Thế giới. Thế giới á? Giới tính. Giới tính à? Tính từ. Từ điển. Điển trai. Trai tráng. Tráng nha. Tráng. Tráng trứng. Trứng á? Trứng gà. Gà. Gà này là mình chết này. Gà gà, gà ri. Biết ngay. À, ri rít. Ri rít là gì? Có ri rít, tin không? Đâu, ri rít là gì? Đây nha. Bây giờ mình sẽ tra từ xem có từ ri rít không nha anh em. Rin rít, không phải ri rít. À ok, thua. Mấy ván? 3 ván đi. 3 ván nha, mình thua 1-0. Ok, bây giờ cho Văn Anh ấy trước. Đồi núi. Núi. Núi cao. Cao thấp. Tấp bé. Bé tí. Tí to. Tí này là mình chết này, tí này là mình chết. Tí to. Không, không có tí to. Có. Tí gì? Tí tẹo. Tẹo tẹo. Tẹo. Có. Về thay... Không có tẹo tẹo. Về thay chữ đéo bằng chữ bíp đi. Không có tẹo tẹo. Lại sớ tiếp. Tẹo tẹo chắc chắn nó có luôn. Tẹo tẹo, không phải tẹo tẹo. Sao lại thua hai ván nhỉ? Thế thua luôn. Thế thua luôn. Bây giờ còn muốn gỡ một trận quyết định không? Thôi anh để muốn gỡ đâu, anh buồn ngủ lắm rồi. Thế bây giờ em sẽ là người được nhận lì xì này. Mở ra xem bao tiền. Mình sẽ mở ra xem có bao tiền nha anh em. À, hiện tại là mình đang mặc áo Kun nha các bạn này. Áo Kun đi của Kun. Mình chưa cần mở, mình đã biết số tiền này bao nhiêu rồi anh em ạ. Bao tiền? Đây anh em nhìn thấy cái chỗ này. Nhìn thấy chỗ như này không? Đây nè. 5.000. 500.000 đấy anh em ạ. 5.000. 500.000 đây này. Đây là 500.000 này, 5.000 này anh em. Nhìn nó khác nhau nhỉ? À đây, đây nhìn rõ vào mới là 5.000 anh em ạ. 5.000. Được 5.000 Việt Anh sẽ làm gì? Mua nhà hay là mua ô tô? Em nghĩ là 1.000 dành cho vợ. 1.000 tiếp theo là sẽ dành cho bố. 1.000 tiếp theo sẽ dành cho mẹ. Còn 2.000 em sẽ mua nhà, mua đất, mua. Ôi, mua anh nghĩ đấy là một sự đầu tư hợp lý đấy. Được anh ạ, được. Đấy. Thế là hợp lý đúng không? À, mình sẽ phải kiếm 500 đồng để mình tiêu hết cả đời anh em ạ. À ok. Ok mọi người, thì mọi người cũng vừa xem xong một clip mình test giày của Công Phượng rồi đấy. Thì Văn Anh là một người đã test giày Công Phượng. Anh có cảm nghĩ gì về đôi giày đấy nào? Nó khá là êm chân. Thì đôi này thì mình thấy là khá là vừa tiền. Đôi này có giá là 469.000, mình nhớ không nhầm. Đấy, đi đá thì khá là thích. Văn Anh đã chinh chiến trên sân cỏ bằng đôi đấy chưa? Rồi. Đá nát cả đế rồi ấy. Kinh mà, mình thấy Văn Anh còn đá cả sân đất rồi cơ. Đúng không Văn Anh? Sân đất nào? Sân đất đi. À, đấy là mọi người không biết thôi. Việt Anh nó vừa là phép đấy. Ok mọi người, thì hiện tại mình đang ở một nơi rất là cảnh đẹp luôn. Cảnh rất là đẹp. Cảnh rất là đẹp. Thì chúng mình chúng mình nay là ngày cuối năm, nên là sẽ đi tổ chức một buổi liên hoan. Đúng rồi, gọi chung là liên hoan với cả là cắm trại đi, để mọi người được trải nghiệm với cuộc sống. Thì anh Văn Anh, anh có quay clip khi ở trại trại quá cắm trại này không? Anh không biết có quay được gì không, nhưng mà anh sẽ cố gắng nghĩ ý tưởng để quay cùng mọi người. Mọi người thì mọi người hãy đón chờ xem rất nhiều clip hay ho khi bọn mình và Tem sẽ đi cắm trại ở đây nha.